cho mình được học. Bài điều trị bệnh mạch vành ổn định. Cô Kim Trang. Ví dụ có đáy ra đường và đặc biệt có tới là cái kiểu cơn đau thắt ngực, thời gian của các triệu chứng bao lâu, rồi các cái chức năng nó còn tốt hay không, và tên điểm tâm đồ, tức là họ sẽ dựa vào cái hợp lâm sàng và cận lâm sàng để đánh giá bệnh nhân này có nguy cơ cao là sẽ tiến triển tới cái nhồi máu cơ tim hay không. Như vậy thì cái mục tiêu bài này của mình là làm sao nãy giờ nghe nói nhiều quá, tức là bệnh cơ tim sẽ có một bộ ổn định, nó sẽ đưa tới nhồi máu cơ tim, đưa tới tử vong. Vì như vậy thì mình hình dung thử cái mục tiêu của điều trị nó để làm gì nhỉ? Một là sẽ phòng ngừa đừng bị tới nhồi máu cơ tim. Hai là bệnh nhân sẽ bị đau ngực hoài, đau ngực tới là ngực lùi lại, thì tí xúc động tí hồi hộp tí là đau ngực. Do đó cái mục tiêu thứ hai là làm sao giảm đau ngực, và cái mục tiêu thứ ba cải thiện chất lượng cuộc sống. Tại vì cứ bữa nào mà thang máy cúp điện gọi bộ từ tầng dưới đất lên tới tầng 4 thì thôi là mệt rồi, làm tí xíu gì cũng mệt, vui quá chút cũng mệt, và như vậy thì nó còn nhiều cái này chất lượng cuộc sống. Và trong thời đại bây giờ người ta quan tâm tới chất lượng cuộc sống á, em sẽ thấy là người ta không có chúc nhau là tết á, đừng có chúc là sống thọ sống lâu trăm tuổi, sống lâu trăm tuổi nhưng mà nằm một chỗ ôm cái bình oxy luôn mà mắt thì không thấy gì hết, răng thì rụng hết, không ăn gì được hết, rồi mũi rồi cũng không ngửi được mùi gì, tay cũng không nghe nhẹ, không thưởng thức gì, toàn bộ cái chất lượng cuộc sống kể như bằng không. Chúc sống thọ nhưng mà cứ tuần nào cũng phải xách gói vô trong bệnh viện hết, thì do đó để cho em thấy là bây giờ người ta sẽ đưa cái chất lượng cuộc sống lên trên và cái kéo dài tuổi thọ là cái mục tiêu sao rồi. Đấy là ba cái mục tiêu quan trọng trong điều trị bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ. Và như vậy thì có những cái biện pháp nào hình dung cái thứ nhất cái giải quyết cái thúc đẩy, cái gì mình cũng sẽ đi hòa nhân trên kết quả. Do đó những yếu tố thúc đẩy phải giải quyết trước, và song song với nó là các yếu tố nguy cơ, dùng những cái biện pháp không dùng thuốc. Tại vì thường các bác sĩ cứ quen trị bệnh xong kê cho toa đưa ra, bác sĩ chỉ quen cho toa mà thôi, trong khi bệnh nhân cần nghe ngóng gì hết, từng lời bác sĩ nói ra, từng câu từng chữ bệnh nhân thuộc, chữ cho bệnh nhân rất là quan trọng với những cái lời hướng dẫn đó. Và những cái lời hướng dẫn đó là chuyên về biện pháp không dùng thuốc, tức là phải thay đổi lối sống, hướng dẫn là dạy ăn làm sao, ngủ làm sao, sinh hoạt hoạt động như thế nào đó làm sao, thì bác sĩ thường hay quên cái câu này. Bên cạnh đó em thấy cái thuốc mới là cái gần chót, như vậy chót là cái gì, là biện pháp can thiệp mạch vành bằng thủ thuật hoặc bằng phẫu thuật. Nói về cái yếu tố số 7, để đây nói về nghe nói hoài à, trong cái điều trị bệnh mạch vành đó là làm sao để điều chỉnh cái cân bằng giữa cái cán cân cung cầu năng lượng. Như vậy thì những cái tình huống nào mà làm tăng nhu cầu năng lượng ở trong cơ thể, ví dụ sốt, em biết là sốt công nhiệt nó tăng lên, hoạt động chuyển hóa tăng lên, và do đó cái nhu cầu năng lượng cũng tăng lên, nhịp tim tăng lên, thì nó đòi hỏi cái đường nuôi nhiều hơn, mất cán cân cung cầu. Thiếu máu, ủa thiếu máu thì tại sao đó là mất cán cân cung cầu? Khi mà thiếu máu thì nhịp tim nó cũng sẽ nhanh lên, rồi nhịp tim nhanh thì nó đòi hỏi cái nuôi nhiều hơn, cường giáp là tăng chuyển hóa ở trong cơ thể, nhịp tim cũng nhanh nữa, đòi hỏi cái đường nuôi nhiều. Nhiễm trùng, mấy bệnh nhân nhiễm trùng này là đương nhiên có sốt, có nhịp tim nhanh, tăng huyết áp, tim thì co bớt nhiều hơn, co bớt mạnh hơn, do đó đòi hỏi phải được nhu cầu năng lượng tăng lên. Cũng còn thấy lo âu để cuối cùng, nhưng mà thật ra vô cùng quan trọng. Bây giờ em sẽ thấy người ta làm rất là nhiều những cái nghiên cứu về rối loạn lo âu trong bệnh này, trong bệnh kia, trong bệnh nọ, trong các bệnh cấp, trong bệnh mạng, bệnh hệ nội khoa, ngoại khoa, bao đủ hết. Tại vì thông qua cái cơ chế tâm thần kinh nó sẽ liên quan tới bệnh lý thần thể và các cơ quan rất nhiều. Nỗi lo không thôi. Bây giờ lên một bài thi oral. À, sắp tới này em đi tốt nghiệp sẽ là thi oral nè. Lên một bài 3-4 thầy cô mà có người nào cũng là mặt mày hình sự căng thẳng hết trơn á, là tiến ra từ bệnh hết rồi. Lo không quá chỉ lo lên thì cũng là mất cán cân cung cầu, nó lên cơn đau cơ cực. Còn cái bệnh này khi mà điều trị có cơ bản là làm sao triệt tiêu hết tất cả những thứ cơ bản. Do đó nếu mà đừng thắc mắc là sao một bệnh nhân tới bác sĩ A hoài mà vẫn có thấy mệt mệt rồi, sang bác sĩ B cho y thuốc như vậy hết, không thay đổi thuốc, chỉ bỏ ra tí xíu thời gian giải thích cho bệnh nhân, hướng dẫn bệnh nhân và truy tầm những cái yếu tố cơ bản này là bệnh nhân đã hết. Bệnh nhân có khen bác sĩ bắt tay, thật không phải bắt tay đâu, tại vì cho y cùng với ta đó. Cái khác là mình có can thiệp vô những cái yếu tố nguyên nhân này,
bạn này bà lo quá, bà đưa cho mình một cái sắp giấy, cho nó ghi kỹ từng triệu chứng luôn, là biết cái tiết này là cái lao rồi, ghi kỹ từng giờ cái áp của mình là bao nhiêu, đang thuộc lao rồi, chỉ cho thuốc ăn thôi, thêm cái thuốc chấm lao thôi, thế là bệnh nhân khỏe là nè. Cái khác biệt không phải chỗ mắt tai, mà ở chỗ là những cái chiêu phụ bây giờ là vậy á. Liên quan tới yếu tố thứ bảy, đó là đây, cái hình này nói lên gì ạ? Tinh dung thử. Hai cái này có gì khác nhau không? Người ta muốn quan tâm tới cái vấn đề bi mạng. Tại vì thường con nếu về bây giờ liên quan tới tử vong do tinh mạng, tức là liên quan đến chiều cao và cân nặng. Nhưng mà lưu ý nha, nếu mà bình cân là tốt nhất. Còn chứ còn đừng có để thừa cân béo phì là mình biết rồi, nhưng thiếu cân thì cũng liên quan tới tăng tử vong do tim mạch. Đây là những cái con số thống kê của châu Âu rồi của châu Á, và nhớ ha, giảm cân hơn nữa không bảo vệ tim mạch đâu. Để thấy là những cái cô em mà bây giờ gọi là siêu mẫu hình hạt xương mai á cũng không phải là tốt nha, để nhiên là cái bộ xương di động cũng không phải tốt nha. Bình cân phải là tốt, cái gì gọi là bình thường thôi là được rồi, hay thiếu thì cũng đều là liên quan tới tử vong do tim mạch hết. Mà thật ra đó là đánh giá có thiếu cân thừa cân hay không không phải chỉ dựa vào BMI, đấy là thông số chiều cao cân nặng không, nó còn dựa vào nhiều yếu tố khác. Về đây là một loạt những yếu tố khác nữa, tức là body mass index chỉ là cái hạng một trong những cái thông số này đi, người ta còn coi sự phân bố mỡ, thí dụ như là còn tỷ lệ cái eo và không, giống như là cái hình trước. Đây em thấy có, xin lỗi, đây đang nói tới cái vòng eo không nè. Người ta sẽ đưa ra là, ủa hai hình này có gì khác nhau? Thật ra đó, khi mà dạy cho mẫu giáo, thì em thấy là mấy bé mẫu giáo này nó có biết chữ, thì cô dạy đưa là toàn hình đúng không ạ? Còn tụi em là y sáu, tụi em cũng tính tụi em như là mẫu giáo là mình y á. Chứ đừng là chờ em hỏi hai mẫu giáo, thì em vẫn xíu là mẫu giáo của mình y. Nếu mà nó đưa chữ ngãi không lên đó là em sẽ quên hết. Mà chữ hãy không thì thôi về coi trong sách được rồi. Cho nên chủ trương của tôi đưa lên là hình và hình, và nó sẽ đặt vô cái bộ nhớ của em lâu hơn. Để mai mốt mình nhớ là khi mà nói tới cái giảm vòng eo thì họ phải lưu ý là giới tính nam và nữ. Đây là những cái nghiên cứu để em nói là tăng vòng eo, tỷ lệ eo không có xứng, nhưng mà quên để ý là nam hay nữ. Người ta đưa ra là con số này là cho người châu Âu, và con số mà cho người Việt Nam thì có khác nha, tức là dưới 80 và dưới 90, còn đây là dưới 23. Lưu ý người ta đánh giá, còn đó là mỗi lần khác coi bệnh nhân của mình có giảm vòng eo, giảm vòng không chưa, rồi thực hiện khuyến khích thay đổi lối sống chưa. Cái khó là bây giờ đấy, thường đông mới đi làm sao vậy, khác sao thấy khác xuống được đạt kilo nha. Bệnh nhân sẽ nản lòng đó, tại vì không xuống được, bây giờ nhịn ăn. Nhịn ăn quá rồi thôi thì lại đi ngủ bù, chứ còn không thức thì đói quá. Và ngủ nhiều nó cũng lên cân nữa, lăn quay. Giá đó người ta sẽ đưa ra là đưa về cân chuẩn chưa kịp thì giảm từ từ 5%, 10% mức căn bản. Đó là đưa cái chỉ tiêu ra từ từ cho người ta đỡ nặng đọc. Còn không bệnh nhân sợ quá, bác sĩ ra làm sao cho tôi bây giờ mà lỡ như 10kg, làm sao tái khám tháng sau phải xuống dưới hết được 10kg đó. Xuống nổi sợ quá trốn luôn, đổi sang bác sĩ khác. Nói tới gì nữa, cũng một trong những cái biện pháp điều trị yếu tố nguy cơ, yếu tố thúc đẩy là đưa lối sống, giảm cân, bằng cách chế độ ăn uống, cải thiện chế độ ăn uống. Nhìn vô cái này thì nghĩ là chắc cải thiện không ăn gì được hết á, một bài còn ăn đầy trên bàn cho da mũ đĩa đầy đủ hết mà không có sử dụng gì được hết trơn. Và nên đó, bên cạnh cái chế độ ăn, bên cạnh chế độ ăn còn gì nữa? Ủa sao cười? Ở đây em nào có tập thể dục mỗi ngày như ta lên ức vậy á hả? Rồi cảm ơn các bạn, quá ức luôn, mỗi hộ phần 10 nè. Mà tôi thử thức ăn rồi, có những cái đó nhà sinh viên này con số 1 rồi, có những cái buổi hội thảo mà cho các bác sĩ trẻ mới ra trường thì nên được bảo chừng hơn nữa, đó cho các bác sĩ thâm niên già rồi đó thì kể như là này hết, cả hội trường đều có như này hết. Chứ hết tuổi trẻ thì còn chởn mạng, chờ thờ ơ với cái việc quan tâm sức khỏe, tim mạch á. Và càng già cái là mang bệnh vô rồi thì lúc đó mới bắt đầu tập thể dục. Ủa mình nha, tập sức là bây giờ đi. Nhưng mà cái vận động
Thật ra không phải lành tập. Nếu mà nghe kêu một cái ông nông dân ngày nào cũng làm lanh đủ rồi chưa, bây giờ kêu về tập thể dục này nửa tiếng thì anh sẽ cười phì luôn á. Cái mức độ hoạt động của tôi còn hơn là mấy vận động viên nữa. Do đó phải quan tâm tới cái mức độ hoạt động hàng ngày của người ta như rồi đã đưa ra cái lời khuyên cho nó xác thực. Và ngay bên cạnh việc vận động là nhớ ha, trong sách nó nói hết rồi, 30 phút mỗi ngày là tối thiểu, rồi ít nhất là 5 buổi trong một tuần, nhưng mà tốt nhất là mỗi buổi. Bệnh nhân sẽ nói là bận quá sẽ là ngưng buổi được, nhưng mà ngưng buổi đầu là cái sẽ thấy sung sướng rồi đó, ngưng tiếp buổi thứ hai, ngưng hai buổi liên tiếp là mất tác dụng rồi. Do đó họ mới nói là có thể gián đoạn nhưng mà đừng quá hai ngày liên tiếp, lâu ngưng buổi được. Và cái yêu cầu ở đây là đều, tức là mỗi buổi. Chứ còn bây giờ nó cho 30 phút trong một ngày, như vậy thì em nhân lại 7 ngày, tức là 21 phút, không sao. Dùng lại một ngày chủ nhật thôi, tức là sáng 14 tiếng, chiều đến tennis 4 tiếng là dư sức. Cái đó không được, người ta cần đều đặt mỗi ngày. Do đó nếu mà em đưa ra cái lời tiên bệnh nhân mà không chi tiết cụ thể vậy á, bệnh nhân làm hoài cũng không xuống cân được, giống như ý của bác sĩ rồi. Cái hình kế bên là gì nữa à? Các bạn, rồi bây giờ kêu sao? Kêu về giảm 6 gram muối ngày, 2 muỗng cà phê muối ngày, bệnh nhân không thể nào phân lượng được hết trơn. Đi bây giờ người ta nói là làm sao giảm 6 gram muối, nhưng mà đáng tiếc là thống kê cho người Việt Nam mình đang dùng hơn 12 gram muối trong một ngày. Như vậy bây giờ kêu sao? Bệnh nhân á, em không thể nào phân lượng được cái viên muối để biết là nên trong đồ ăn này này sao. Món canh, món mặn, món xào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, ba bữa cơm lại và bao nhiêu gram muối, không thể nào cân được. Do đó cái lời khuyên của mình trên thực tế để bệnh nhân làm sao mà ăn, mình biết là hiện tại đang hơn 12 gram, lời khuyên mình dưới 6 gram, như vậy sao? Như vậy ăn lạc phân nửa nên nó dễ hơn. Rồi ăn lạc phân nửa, bây giờ ăn lạc cũng lại khó nữa nha. Không lẽ là nấu cái ba cái món canh mặn xào cho mình riêng rồi cho cả nhà riêng cái nồi kia, rất là khó. Mà nhìn qua bên kia nó thấy thèm, mà mình ăn lạc hoài biết cũng ghét lắm, ngán tới mức bệnh nhân có thôi thà chết sướng hơn cứ cho em ăn mặn thời gian rồi em chết, còn hơn em là ăn lạc cả đời mà không ăn không ngon. Rồi em làm quen từng ăn mặn rồi thì sẽ biết. Như vậy thì lại thực tế là sao nữa? Thôi bây giờ thì cũng là cứ ăn mặn nên giống như ăn mọi người hết, nhưng mà thay vì mình ăn được khoảng 4 viên thịt kho mặn, bây giờ xuống còn 2 miếng thịt kho mặn thôi, thì cái đó người ta sẽ dễ thực hiện hơn. Rồi bên cạnh đó còn tới một cái yếu tố tiếp theo mà mình không thể bỏ qua, đó là cái gì? Rất may là xứ mình ha, tứ mùa trái cây đều có qua năm hết, mùa nào cũng có loại trái cây. Đây mà qua thì cái mùa xứ lạnh đơn giản cũng là châu Á, nhưng mà Hàn Quốc thôi, và Hàn Quốc và còn mùa lạnh là dưa leo hay rau cải trái cây gì cũng mắc. Tôi qua tới cái thanh long của mình á, 100.000 một cái, rồi xoài của mình 500.000 một cái, rau rồi gì giá gấp 10 lần lên hết. Và đó là mấy châu Á nha, còn mà sang cái nước châu Âu kia giá nó còn gấp 4 lần nữa. Cái đất của mình là hạnh phúc vô cùng, thiên nhiên ưu đãi, hiện nay là em có trái cây quanh năm, nhưng mà qua mỗi ngày luôn ăn cái lượng là bao nhiêu. Người ta sẽ cho phép mình là 2 lạng rau một ngày và 2 lạng trái cây một ngày. Rồi cho nó về kiếm rau củ quả thì nó ăn mỗi ngày nhiều lên đi. Dĩ nhiên, nếu mà loại rau xanh quá cho nó kêu là sơ ri thì kia mắt thì mình ăn đơn giản cho nên chuối rồi nó cũng rẻ. Từng đủ thường thì cũng có cái vấn đề này chắc. Cái gì nữa thầy? Đúng rồi, ăn cá chúng ta ăn một xương cá. Và người ta biết cá là hai lần, ít nhất hai lần trong tuần. Mình lại may mắn nữa, chị Nhi ưu đãi ăn nguyên cái bờ biển. Rồi sống hồi cũng càng tốt, cái bắt miền Nam mình ưu điểm trong vài ngày nhật, tức là mình đi sản ăn hải sản gì cũng được. Dĩ nhiên là ví dụ dẫn cho mình xa thì mình lấy hải sản thì mình ăn sang thủy sản. Nhưng mà nhớ, nhiều người ở Nam mình thì lại chối bỏ cái này, cũng là thôi ngán xương sẩu lắm. Không thôi cho nó đơn giản, cá xương nhiều quá thì cũng có những cái loại cá là nó phải còn sống, còn cái gì cá khô á thì nó cũng không có sợ xương. Và cái đầu tiên là hai lần trong tuần trở lên. Ở đây em nào quê miền sông nước và em nào quê miền biển có ăn cá đủ hai lần tuần trở lên mỗi ngày luôn chứ gì. Rồi thôi mình quá, cái đó cái gì nữa đây? Tức là nên uống mỗi ngày hai lon không? Thật ra, tức là không quá. Thể thì nó sẽ cung cấp những cái men.
và cung cấp những cái vitamin cũng rất là nhiều. Thành ra là mình không phải cực đoan tới là cái đường động tới chọn nào, nhưng mà cái là đừng quá quá 2 viên mỗi ngày đối với nam và không quá 1 viên mỗi ngày đối với nữ thì sao thiệt thòi vậy ha. Bởi vì cái gan của nữ giới nó sẽ chuyển hóa kém hơn, thì nó đáp dùng vẫn tốt để kích thích khẩu vị để dị tiêu thì cái đó hoàn toàn hợp lý nếu cần tận dụng. Cái lần dưới cái đèn này nó dở, thành ra không biết là mấy em ở xa dưới thì có nhìn thấy được không, đi du lịch hả? Đúng rồi, hồi nãy tôi nói tới lo quá, bây giờ sẽ thư giãn và điều trị sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Và người ta có nói là nên thì đi cái bộ một yếu tố ở ngoài nước, đi hồ bơi, đi chơi sông, đi chơi biển. Và cái thứ hai là tại vì chọn chỗ có màu xanh, nó sẽ thấy người ta đi qua nhìn, ví dụ như là vùng biển thôi, thì em đi chân trần trên cát lên cho nó xúc giác. Rồi thì em ngửi hết cái mùi gió biển thôi, hương giác, em nghe tiếng sóng biển thôi, tính giác, em nhìn cái màu xanh của trời bay của biển cả, và cái tầm nhìn rộng thôi, thị giác, xong rồi ăn đồ biển, vị giác. Đúng là ngủ quen luôn, cho nó làm sao á, mỗi tuần, có chiếc nhóm kéo nhau đi biển tiếp, ở đây mình ra biển cầm má, thì nó 3-4 triệu một đêm thì nặng quá, và em cứ sáng đi chiều về đơn giản mà bảo là em về sẽ đẹp à, bữa sau mình học thì nó sáng khoái hơn, minh mẫn hơn, kết quả tốt hơn. Một vấn đề tiếp theo muốn nói tới đó là cai thuốc lá, nhưng mà nhớ nha, tụi em đã quên một cái vấn đề đó là hút thuốc lá thụ động. Đưa lên đây để nhớ là nữ cũng phải hỏi nè, chồng có thuốc lá không? Ở nhà mấy thằng con trai có thuốc không? Trong đồng nghiệp ở trong văn phòng mấy cái đồng nghiệp nam có thuốc lá không? Nữ vẫn có thể bị liên quan tới hút thuốc lá thụ động. Và ở đây là nói tới những cái xét nghiệm máu cần tầm soát định kỳ, tức là định kỳ rất là bao lâu? Bởi vì bệnh nhân của mình hay lo lắm, hơn cứ mỗi tháng mỗi thử. Rồi có người 3 tháng, có người 6 tháng, đó là những người lo quá rồi thử hoài. Còn có người thì chảnh mãn quá, cứ thử máu hoài mỗi lần tâm kim đau lắm, sợ lắm, rồi sợ mất máu vô thì không chịu thử. Do đó bắt buộc các bạn phải biết là cái khuyến cáo là thử định kỳ bao lâu, và cái này kỳ thi nào người ta cũng sẽ hỏi hết. Đây là xét nghiệm máu cần làm thường quy mỗi năm, đường, mỡ, cái đạm thì nó liên quan tới các creatinine. Do đó để càng dễ nhớ, cứ nhớ của 3 đường mỡ đạm, đó là 3 cái còn phải định kỳ mỗi năm cho những cái bệnh nhân bệnh mạch vành. Một cái yếu tố nguy cơ khác đó là chích ngừa cúm vaccine cho người ta mỗi năm. Ở đây nhất là ở những người già, tại vì nó thông qua cái cơ chế viêm, liên toàn phản ứng viêm trong cúm là phản ứng viêm ở trên cái nội mạc của mạch vành, và do đó sẽ liên quan tới cái tăng xuất độ bệnh lý mạch vành. Yếu tố nguy cơ gì đang nói tới? Những người đáy thao đường sớm cũng gì cũng sẽ vô biến chứng về mạch vành. Và do đó khi mà đã có đáy thao đường rồi thì điều trị dùng cái mục tiêu là dưới 7. Tuy nhiên nhớ yếu tố cá nhân hóa, không phải cái đặc khu người nào hay mua HB1C cũng phải dưới 7 hết, mà còn tùy theo tuổi, già quá người ta sẽ lấy cái mức lên đậm hơn, hay là dễ bị hạ đường huyết quá, bị biến chứng hạ đường huyết hoài, hay là nhắm cái thời gian sống chẳng còn bao lâu nữa thì thôi đừng có quá khắt khe. Để em nhớ bao giờ điều trị thì người ta có nói tới vấn đề cá thể hóa trong điều trị. Một vấn đề tiếp theo đó là mỡ máu, cũng còn mấy cái đường người ta có cái mỡ thôi, bộ 3 đường đặt mỡ mà, thì đưa cái NM mục tiêu là dưới cái mức bao nhiêu thì mấy cái thầy chăm sóc mỡ cũng đã nói rồi. Tuy nhiên cái câu mà các thầy cô luôn hỏi em lên lâm sàng statin luôn luôn nhiều loại lắm, bây giờ ưu tiên chọn cái nhóm nào, thì người ta sẽ nói là ha, nếu riêng đã có biến chứng thận rồi thì nên chọn cái atorvastatin. Rồi những cái này á, thì trên thị trường của mình bây giờ phổ biến là atorvastatin và rosuvastatin. Hai thuốc này thôi bây giờ người ta sẽ nói rất nhiều, tức là nói tới cái nhóm bệnh tim mạch sơ vữa là phải nói tới statin, mà hàng đầu chọn statin là atorvastatin và rosuvastatin, bởi vì đã có nhiều cái nghiên cứu chứng minh cái mức độ hiệu quả thì cao và tác dụng phụ thì thấp. Nhớ hai cái đó song hành với nhau. Còn nếu đã có biến chứng thận mẹ về tụi em là phải thống kê là chức năng gan tồi quá thì né cái gì, chức năng thận tệ quá thì né cái gì. Trong bệnh thận mẹ thì còn dùng atorvastatin được, về dược lý thì chắc đã nhớ lý do vì sao. Gì nữa, kiểm soát đường, kiểm soát mỡ và kiểm soát huyết áp.
đưa về cái gốc cái cáp mục tiêu. Bên cạnh đó thì khi mà nói tới cái con số huyết áp thì em còn phải lưu ý những cái tiếng cá lên đều rất rõ. Thường bệnh nhân vô bệnh viện rồi con số huyết áp nó sẽ khác, nó tăng lên trơn ạ. Mình phải hỏi con số huyết áp đó ở nhà là bao nhiêu, luôn luôn thấp hơn 20-30 mm thủy ngân so với bệnh viện. Bệnh nhân thấy mắc hoài thì ngày đó có 11-12 mà tại sao bữa nào chưa tới đây có 17-18 gặp mặt bác sĩ rồi đàn này vui mừng luôn mà nó lên 17-18 thì cái áp tròng trắng á, hiện thực hội chứng áp tròng trắng. Do đó nhớ là nên hỏi cái con số huyết áp ở nhà là bao nhiêu và nên biết là ổn con số huyết áp ở phòng mạch ở bệnh viện, con số huyết áp ở nhà thấy nó khác nhau rồi để cái mức bao nhiêu gọi là tăng áp. Rồi theo kiểu cái 24 giờ tới là gắn cái máy lên người á, rồi cứ hoạt động như thường nó sẽ khác. Huyết áp ban ngày, ban đêm, đi thức, đi ngủ nó sẽ khác nhau, nhu cầu và phải phụ nó sẽ khác biệt đó. Nãy giờ mình nói là nhiều biện pháp để giảm thiểu cái tố nguy cơ như thế này, như thế kia, như thế nọ, nhưng mà thực hiện được hay không lại là một chuyện khác. Đây sẽ thấy đã có một cái công bố rồi của Eurosurgeon để cho thấy là có sự khác biệt lớn đó. Đạt được hiệu quả, tức là đạt được mục tiêu á, thì thấy cao nhất là nào, cái nào dễ đạt được mục tiêu nhất. Đây, giảm mỡ máu là dễ đạt nhất, tại vì uống thuốc vô là được, cử ăn mấy cái món mỡ là được. Ví dụ như cái mùa bánh trung thu này nè, hạn chế ha. Nhìn thì thèm đó nhưng mà ăn ít thôi chứ còn đừng cứ hẳn. Để giảm mỡ, giảm đường, giảm đạm cái và cái nhờn, cái uống thuốc, thành ra cái này dễ đạt lắm. Còn cái mà người ta sợ nhất á, mà lại khó đạt nhất á, là cái nào? Cái vòng bụng khó đạt nhất với ở nữ. Mà cái này quan trọng, người ta thống kê rồi. Những người phụ nữ khi gặp nhau, cái nhìn đầu tiên là bà đâu chứ? Hai gái. Bây giờ gặp bạn nữ kia, gặp cái cô kia, cái bà kia, đầu tiên nhìn vào đâu? Vào cái bụng không mà. Và người nhìn coi cái người kia có bụng phẳng hay không? Bụng mình có bị to hơn bụng người ta không? Cho đó, mặt rũi ra một cái nữa không? Chứ trời khá là cai nghiện rồi là gì? Trong các điều trị thì cái điều trị xuống gầm bụng là cái khó nhất. Gầm bụng nó tăng gần theo tuổi. Mà điều trị ép nó xuống rất là khó. Rồi tập thể dục thường xuyên, đòi nhịn ăn làm đủ hết lớp mà nó không xuống. Rồi những cái thuốc giả, thuốc điều thảo này kia để giảm phòng bụng cũng rất là nhiều. Để cho em sẽ thấy là khó khăn nhất là cái giảm kích thước của phòng bụng. Lại thêm một cái thang điểm strong để đánh giá cái nguy cơ tim mạch. Đây sẽ thấy dựa vô những cái thông số rất là nhiều, dựa vô giới tính ha, dựa vô cái nhóm tuổi là bao nhiêu, rồi dựa vô cái mức độ cholesterol máu, rồi dựa vô cái mức huyết áp tâm thu bao nhiêu và có hút thuốc lá hay không. Dựa vô nhiều yếu tố như vậy, rác vô đi xong coi cái mình nằm ở trong cái cột nào. Mình mà nằm trong cái đá mà đó sẵn này nè, thấy là cái giới nguy cơ tim mạch cao. Còn nếu mình làm cái đá màu xanh nè, tốt rồi đó. Cứ nhớ ba màu xanh đỏ vàng của cái phòng này đúng không? Xanh, à rồi tốt, đỏ là thôi ngừng lại đi, là thì thấy thuộc loại high risk, tức là nguy cơ cao chết chắc cái nơi nữa. Mấy cái này không cần phụ, lên trên mạng click vô cái, coi của mình thông số nào đó rồi mình rác vô cái mình biết mình thuộc cái nhóm nào thì yên tâm đi. 100% của em đây là đều còn cái nhóm tốt lắm, cái xanh thấp cứng cho cùng như này nè. Rồi bây giờ tới cái thuốc, tức là biết cái nhóm nguy cơ cao để mà dùng thuốc. Còn những cái nhóm nguy cơ thấp thì đương nhiên là cái thay đổi lối sống không, giống như nãy giờ đã nói rồi. Nhưng mà khi dùng thuốc á thì bây giờ nó sẽ có hai nhóm. Một cái nhóm là mục đích chống thiếu máu cục bộ và một nhóm ngừa biến chứng, tức là luôn luôn giải quyết từ gốc tới ngọn. Gốc là thiếu máu cục bộ thì bị nhiễm thiếu máu cục bộ, và cái ngọn là nó sẽ gây biến chứng từ máu cơ tim thì là sẽ ngừa biến chứng. Như vậy cái nhóm thuốc màu đen là nhóm thuốc chống thiếu máu cục bộ. À xin lỗi, đây đang nói nhóm màu đỏ của người biến chứng trước. Các kết tập tiểu cầu làm sao cho mấy cái tiểu cầu nó chạy lang thang trong dòng máu này cũng đừng có kết dính vào nhau. Nó kết vào nhau nó tạo thành cái cục huyết khối và rồi nó vỡ ra rồi nó tắc mạch co van hết. Cái nhóm thuốc thứ hai statin để làm sao đừng có tạo những cái mảng sơ vữa trên thành mạch. Cái nhóm thứ ba ức chế men chuyển. Ủa sao ức chế men chuyển người ta nói là đi điều chuyển huyết áp, và trong này nó có vai trò gì? Nó bảo vệ nội mạch. Cơ chế của nó là bảo vệ nội mạch. Thì đó là ba nhóm thuốc phòng ngừa biến chứng. Nhất như vậy là tại sao tôi phải vẽ một cái hình chia ra hai cột? Cho nên đây thi các thầy chỉ cần mở lên để cho tôi những cái nhóm thuốc có vai trò là để ngừa biến chứng của bệnh mạch vành. Em lại thấy lẫn lộn sang cái bên kia. Rồi bây giờ tới cái nhóm chống thiếu máu cục bộ. Đầu tiên là ức chế canxi. Tại sao? Giãn mấy cái mạch vành ra,
ức chế canxi là giãn động mạch máu tới lui thì hết thiếu máu cục bộ. Nhóm thứ hai ức chế beta, tại sao ức chế beta làm tim co bớt chậm lại, co bớt yếu lại, do đó nó không cần máu tới lui nhiều nữa, cũng là chống thiếu máu cục bộ. Một nhóm nữa nitrat, nitrat và nicotinamide là nhóm thuốc giãn mạch vành ra, và khi giãn mạch vành thì máu nó sẽ tới lui được nhiều hơn. Bên cạnh đó là tại tế bào, làm sao để mà tăng máu tới lui nhiều, nhưng mà còn cái bản thân tế bào cũng phải tiết kiệm năng lượng lại, thì cái nhóm là tiết kiệm năng lượng chuyển hóa tế bào là vinblastin và ranolastin. Phân nhóm như vậy để các em hiểu từng nhóm có vai trò gì, mình sẽ lần lượt điểm lại từ cái nhóm đó. Thì cho tới hiện nay vẫn chưa có một cái phác đồ mới hơn, và Việt Nam mình vẫn theo cái khuyến cáo của các hội viên châu Âu, đó là mặc dù đã ra 4 năm trước rồi tới bây giờ vẫn còn sử dụng. Thì trong các bước để điều trị, đây mục tiêu thứ nhất là giảm thiểu đau ngực, thứ hai là ngăn biến cố, thì đầu tiên luôn luôn là cái nhóm thuốc chặn beta và cái canxi. Rồi cái nhóm thứ hai là nhóm nào, như vậy thì về xem lại cái sơ đồ này bắt buộc phải thuộc lòng, đó là luôn luôn là có cái sự thay đổi lối sống nha, nhưng mà nhớ mỗi từng bước là phải dùng cái nhóm gì. Thì ở đây có đưa lên là cái nhóm chống thiếu máu cục bộ. Nhớ chống thiếu máu cục bộ là cái cột màu nãy, màu đen, màu đỏ, màu đen bên kia. Rồi như vậy thì nó có những cái nhóm nào thì đây cũng là liệt kê lại. Thì em sẽ thấy hợp viên bước 1, 2, 3 này. 1 là bắt buộc phải dùng, 2 là nên dùng, và 3 là đừng dùng. Vậy thì cho nó dễ nhớ. Thì như vậy hàng đầu ức chế tại nãy thôi, ức chế beta, chế canxi gì gì chứ, giới hàng đầu là chẹn và cấm là chẹn. Rồi hàng thứ hai mới là đi ba nhóm này, và hàng thứ ba cái này là cho cái đau phẫu thuật cho co mạch vành, co mạch vành và giãn mạch vành, và cách là dùng ức chế canxi và nitrat. Ở đây là sẽ tổng hợp lại cái phần dược lý hồi xưa, xưa là mới đó nha, mới năm thứ ba học hết rồi, bây giờ đưa ra lại thôi. Coi như là các em rất giỏi và các em trí nhớ rất tốt nên đã phục hết, nhưng mà để lên cái bảng để cho về tự test lại lấy tờ giấy che là hết rồi, thì coi thử coi tác dụng phụ nitrat là cái gì cho mình liệt kê ra đủ không, rồi đối chiếu lại cái đây, tại vì đây là những câu hỏi phổ biến khi đi thi. À bây giờ mình cho một cái tác dụng đó xong, cái này hỏi tiên dùng cái này mỗi ngày xách hồ sơ ra lấy khám bệnh nhân, em sẽ hỏi em tìm những cái tác dụng phụ gì của thuốc, tôi mất rồi. Đừng chờ tới bệnh nhân khác, rồi bác sĩ của em uống cái này vô là nhức đầu rồi. Em để ý rồi, uống 5 thứ nhưng mà cứ uống cái thứ này vô là nhức đầu. Thì mình phải biết đây là tác dụng phụ của nhóm nitrat. Do đó ha, câu hỏi về tác dụng phụ là câu hỏi rất phổ biến. Bên đó cái thứ hai chấm chỉ định. Đương nhiên, có nhớ cái vụ mà người ta hay nói về phúc chống phục nhân sanh bất tử không? Đó, thứ nhất, ai có cái bệnh thần kinh hả? Rồi cho nitrat, cho nitrat. Xong rồi quên mất nó có chấm chỉ định, tại vì ca này đang có bị bệnh gì đó kèm theo, cho đến trước khi đặt thuốc xuống để biết cho một cái tên thuốc gì đó thì phải nhớ tiếp cái thứ hai có bị cấm chỉ định hay không. Đây là một cái vế rất thường hay bị hỏi. Một cái vế thứ ba tương tác trên bệnh nhân bệnh mạch vành nên thường thôi đem hết cầm cái 3-5-6 cái thuốc, thêm cái huyết áp, thêm cái tiểu đường, rồi thêm cái thuốc, cứ thêm mỗi thuốc thêm mỗi thuốc, thì phải nhớ tương tác giữa các thuốc đó với nhau như thế nào. Nhưng mà cái câu tương tác này thường tương đối ít bị hỏi hơn. Rồi tất cả từng cái nhóm thuốc thì tôi đã liệt kê lại hết, tức là hệ thống quá lại để cho về các em tự đánh giá lại mình, rồi ráp vô đây có đủ hết các yếu tố của nó hay không. Bên cạnh đó bây giờ sẽ nói lại về thuốc ức chế beta. Không biết là cái lưới sáng này thì cái lúc học dược lý của bài cái thuốc huyết áp thì tôi mới dạy luôn, tại vì có một số là bên dược lý thì tôi dạy luôn. Thì nói đến chế beta là em cứ dễ nhớ, có cái olon rồi sao đến lại chế beta, thì đây một loại hạt đủ với cái olon hết, nó cũng là một cái cách viết tắt của mấy chữ này, giảm cung lượng tim, giảm cái cáp, giảm nhu cầu oxy và giảm rối loạn nhịp tim và số tim. Thì đó là cái cách mà biết cho mình dễ nhớ thôi. Thì cái của chế beta đó mình có 3 nhóm, em sẽ nghe nói là chế beta chọn lọc và không chọn lọc. Bây giờ nhìn vô cái hình đầu tiên trong già, già rồi, mang tiếng rồi mà cũng không thấy được đâu là beta 1, 2, 3 hết. Ý nghĩa là sao ha? Tác động beta không chọn lọc. Cái gãy vẫn có cái chữ cột luôn. Một đại diện của cái nhóm không chọn lọc. Tức là và nó, ông già biết rõ là sao? Ra đời lâu rồi, cái nhóm có hẹn ra đời nửa thế kỷ trước rồi. Các em về sao? Bây giờ trung niên, trẻ hơn chút. Những người trung niên thì sao ha? Làm việc có chuyện mục đích hết.
đang chưa kể cho em là trung niên nên bây giờ định hướng nội năm nay làm sao phải lấy được cái bằng đại học, rồi năm sau ha phải sắm được cái xe máy, năm sau sắm được cái nhà, năm sau được cái cưới vợ. Rất là tụi em có hoạch định đó, mỗi năm mình như vậy. Thì ở đây cũng vậy, cái nhóm ra sao này là có kế hoạch, đó là ok beta có chọn lọc và chỉ chọn lọc beta 1 mà thôi. Thì ở đây mang cái cặp Piso và luôn còn đại diện của cái nhóm ức chế beta chọn lọc tới cái tuổi trẻ này nữa. Tuổi trẻ này là khác là sao, nghĩ là mình thường khả năng làm cái gì cũng được hết. Tức là những người đó họ đặt hoạch định là chỉ cần năm nay lấy cái bằng, không năm nay tôi lấy cái bằng xong mà còn tích trữ được 10 cái vàng nữa, tức là vừa làm vừa học vừa lấy cái bằng mà vừa có thêm 10 lượng vàng về cho ba má nuôi nữa, tức là cảm giác ưng mừng mình làm cái gì cũng được hết. Thì cái đại diện cho cái nhóm trẻ này nè không phải chỉ tác động trên beta mà còn thêm một cái khác nữa là alpha 1, và cái nó của nó mang cái nó lên này có cái chữ gạch viền kilo. Thì để tụi em sẽ nhớ hệ thống hóa lại ba thế hệ của dạng beta, thì từ không chọn lọc cho tới chọn lọc beta 1 và tới không chọn lọc mà còn kèm theo giảng bài nữa lên những cái thuốc đã có liệt kê. Thì khi chọn thuốc sử dụng mình sẽ dựa trên những cái tiêu chí nào, nhiều quá như vậy thì một phải coi nó chọn lọc hay không, cái thứ hai là nó có giống và hoạt tính giao cảm hiện tại không, tại vì trên những bệnh nhân tim mạch ở thường hay có cường giao cảm rồi, và cường giao cảm thì sao, tăng nhịp tim tăng huyết áp không có tốt, thành ra phải lựa những cái thuốc dạng beta nào từng có hoạt tính chống giao cảm nội tại, và cái nữa là tăng trong nước hay tăng trong mỡ. Tại vì có và người ta liệt kê đây cái nhóm thuốc mà tan trong nước giảm ngay tan nước tan dần lên thì tan trong mỡ giảm dần lên, nó quan trọng ở chỗ nào, để nếu mà bệnh nhân của mình có vấn đề suy chức năng gan, bệnh nhân tiểu đường sơ gan và mạch vành đi chung với nhau nhiều lắm, và như vậy thì không thể dùng những cái thuốc hạ tan trong mỡ thải qua gan. Nhớ cái chữ mỡ, tan trong mỡ thì thải qua mật tức là bên gan đó, thì mình sẽ không dùng, còn tan trong nước mà chữ n qua nước tiểu thì mình sẽ không dùng những cái thuốc mà có chữ N. Cho nó chữ N đi này, Atenolol rồi Nanolol. Còn tan trong mỡ chữ M là Metoprolol là tan trong mỡ. Còn bây giờ bệnh nhân mình vừa gan vừa thận hư hết thì dĩ nhiên chọn cái nó đi qua cả hai. Cả hai là chữ B. Chữ B thì đây là gì? Bisoprolol, Nebiprolol và Piprolol. Thì đó là cho dễ nhớ chứ. Rồi chứ cái kiến thức y khoa của mình cứ bắt mỗi ngày mỗi cập nhật nó mới thì phải tìm cái chiêu, gọi là tìm chiêu, người này hơn người kia nhau chỗ có cái chiêu để cho dễ nhớ là. Và trên thị trường thì nó không có nhiều đâu, cho nên chỉ cần nhớ đại diện cái tên này, Atenolol là cái phổ biến trên thị trường, đó là tên học viên. Đại diện tên này chỉ cần nhớ cái Metoprolol, tại vì bây giờ nó là hàng đầu trong điều trị các bệnh lý tim mạch. Còn cái nhóm giữa chỉ cần nhớ mỗi cái đại diện thôi. Bây giờ người ta cái gì cũng phải thức thang, tôi chỉ còn thêm thức quan. Mỗi cái đầu tiên là nói là đủ điểm rồi, không rớt chứ phải là điểm cao nữa. Rồi bây giờ tiếp theo nữa, có một cái vấn đề mà người ta nhắc mình cần phải ưu tiên chọn cái dạng beta mỡ, lưu ý cho nó đó là nó tan trong mỡ thì nó đang qua được hàng rào máu não, và khi qua hàng rào máu não được á thì rất dễ bị tác dụng phụ trên hệ thần kinh, bệnh nhân sẽ than nằm chim bao. Hồi trước không sao, bây giờ tự nhiên uống thuốc này nhà nằm thành chim bao, nằm ác mộng hay là mất ngủ. Rồi cái thứ hai, nhưng nó lại ức chế giao cảm trung ương được tốt, tức là cái gì trong cuộc sống nó cũng có hai mặt, thuốc này cũng vậy, nó được một cái là ức chế giao cảm trung ương, nhưng mà bị tác dụng phụ một cái là trên hệ thần kinh. Nhất là thí dụ sao, bệnh nhân mình đã lo ông trầm cảm rồi, bây giờ dùng đưa nó càng đi xuống thêm nữa, đó là lý do đòi hỏi phải cá thể hóa. Tức là tại sao người ta sáng tác ra nhiều loại thuốc chế beta như vậy, để tùy mỗi bệnh nhân có vấn đề này vấn đề kia mà mình chọn những cái thuốc khác nhau. Còn không sao này ra đó, tụi em đi làm rồi tụi em sẽ bị truy hồ sơ, và ở trên học cái toán tổng hợp đó đấy, 100 bệnh nhân mình điều trị mình chỉ cho chuyên một cái Metoprolol không, như vậy phải chăng là tại vì khoa học của hãng dược nó có vấn đề lắm, bây giờ đang trên mạng thấy nhiều lắm mà vận chuyển phổ biến gì á, thì mình mới đưa ra tôi cho Metoprolol là 1, 2, 3, 4, 5, 6 có đầy đủ hết cái lý do như vậy, tức là cái gì cũng phải có cơ sở khoa học chứ. Còn mà ôi học bài chi nhiều quá, học dược lý đó chi nhiều quá, chỉ học dược lý đại diện một cái món Metoprolol rồi ca nào vô cũng cho hết mà quên mất đi cái bộ cá thể hóa điều trị, có ngày sẽ ra hầu với phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện mình đấy.
ở đây như vậy người ta không nhớ là không chọn đọc có chợ đọc thì hồi nãy có nói đó là hoạt tính giao cảm thì ưu tiên chọn cái nhớ chọn đọc trên tim thôi tại mình điều trị cái tim mà không có hoạt tính giao cảm thì nó là nhiều lắm nhiều để mà chọn lựa tới là thuốc này bữa nay được kiện hết cái vụ này bây giờ cũng phổ biến lắm hết rồi thôi bác sĩ kiếm thuốc khác đổi thì mình lại phải có cái thuốc khác thì đây là danh mục những cái thuốc để mà chọn đọc trên tim mà không hoạt tính giống giao cảm đổi lại. Cái vấn đề đặt ra đó là mấy cái bệnh nhân này của mình cần giảm mỡ máu. Và lại nói rồi cần phải điều trị thuốc beta là giảm mỡ máu. Mà tác dụng phụ của cái thuốc dạng beta là rối loạn mỡ máu. Do đó người ta đã đưa ra rằng không phải thuốc dạng beta nào cũng có gây rối loạn mỡ máu như nhau. Ở đây thì em sẽ thấy sao? Riêng với HN thì nó còn cao còn thấp ha. Càng cao càng tốt. Như vậy thì trong điều trị có thuốc nó làm thấp đi, có thuốc làm không thay đổi chút, có thuốc làm tăng ít ít và có thuốc làm nó cao lên nhiều. Đó là lý do vì sao mình dùng. À mình nói, tại vì bệnh nhân này HN thấp quá, thành ra tôi cần phải dùng cái thuốc này làm cho nó tăng cao lên. Bên cạnh đó, bây giờ tới cái khác, tức là cả ba thành phần luôn. Bốn màu này là ứng với bốn thành phần NDN, HN, Tiflisiderol. Thì người ta lấy một ví dụ bên ngoài, ví dụ Bisoprolol. Thì qua thời gian điều trị 5 năm thì cả các thành phần của lipid máu hầu như không thay đổi, nó đi đường ngang hết. Để đó là lý do mà nói tôi chọn cái này điều trị Bisoprolol tại vì có mỡ máu đang bình ổn, thành ra chọn nó thì để nó bình ổn luôn, nó khoảng nhỉ lên nhỉ xuống bất công. Có những cái thận trọng trong chỉ định người ta cũng cho dễ nhớ. A. Hèn phế quản nạ. Mặc dù sách bảo nó là nạ không được dùng nhưng mà thực tế thì hèn nhẹ tôi cũng không dám dùng luôn. Tại vì từng gặp rồi, dùng từng nhỏ bị, mấy chục năm nay có bị. Bây giờ mình dùng vô mới có mấy liều thôi rồi tối thì tôi hèn ác tính lại rồi. Thật ra lý thuyết sách vở là không dùng trong hèn phế quản nạ. Còn thực tế có dám dùng hay không đó là tùy các bạn có bản lĩnh nghề nghiệp và nhắm bệnh nhân của mình mặc sát các bệnh viện mà trải qua các cú liều hay không. Một cái thứ hai là lóc nhĩ lóc độ cao CC nữa là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nặng và đái tháo đường tại vì nó liên quan tới cái mức tăng đường huyết và rối loạn điện giải. Như vậy đúc kết lại chén beta trong sữa đã mạch vành thì ta có nêu lên hết những cái yếu tố cần lưu ý khi sử dụng chén beta trong bệnh mạch vành. Một trong những cái đó là ta nhắc nên chọn metoprolol, cứ chế chữ mê là chế chữ mạch vành. Bây giờ tới cái nhóm thứ hai, cái chế canxi, dạng chân canxi thì đây có cả hai nhóm. Nhóm hàng đầu non dihydropyridine thì cái này nó sẽ tác dụng chuyên trên tim, trên mấy cái nút ở tim làm gì vậy? Ức chế nó sai, ức chế nó kỹ thuật mà nghe chữ ức chế thì nó làm mạch xuống tim sao ha, giảm xuống. Cái nhóm tiếp theo là tác dụng trên mạch máu thì cái nhóm mà dihydropyridine này tác dụng mạch. Hồi đó giờ mình cứ nói tim mạch nhưng mà tim phải phân tim hay mạch thì cái nhóm non dihydropyridine là trên tim, còn cái nhóm dihydropyridine là tác dụng trên mạch và nó có nhiều thế hệ từ thế 1, 2, 3. Những cái càng mới sản xuất về sau này thì cái tính chọn lọc mạch máu càng tăng. Mà chọn lọc trên mạch máu tức là sao? Giãn mạch ra thôi, tức là chuyên về điều trị huyết áp. Người ta chỉ định khi nào sử dụng chế canxi. Bây giờ là mình thấy hàng đầu, cái thuốc hàng đầu trong điều trị là sẽ dùng ức chế beta và ức chế canxi. Như vậy khi nào phải dùng ức chế canxi thì nó nằm trong những cái tình huống đã liệt kê ở đây. Như vậy thì mình nói nó tác dụng trên tim thì cái thứ nhất là em sẽ thấy nó ảnh hưởng trên nút xoang làm giảm nhịp tim xuống, ảnh hưởng trên nút nhĩ thất, rồi ảnh hưởng trên cả cái cơ tim, đặc biệt ảnh hưởng trên tim. Ngoài cái giảm nhịp tim nó còn giảm co bóp cơ tim. Mà nhắc tới giảm co bóp cơ tim như vậy để nói lên cái gì? Lưu ý là cẩn thận khi dùng chung dạng beta để bị nó càng góp phần giảm nhịp tim nữa. Và cái thứ hai là cẩn thận khi dùng có suy tim để vì nó làm giảm sức co bóp tim. Đấy là một vấn đề quan trọng, thì tôi thấy rồi, bệnh nhân của em vừa có mạch vành vừa có huyết áp, thế là trong cái khoa của em lại cho dùng cái dạng chân canxi mà quên mất bệnh nhân của mình đã bị suy tim. Trong suy tim thì sẽ không dùng cái nhóm non dihydropyridine đâu, chỉ còn dùng được cái nhóm amlodipine. Rồi bây giờ tới cái nhóm thứ ba, nicotinamide. Cái này trên thị trường Việt Nam có, tên của nó là nicomen. Nó thông qua hai cơ chế, một là giống như những sức đi tơ, tức là gạt
tĩnh mạch và giãn mạch vành. Một cơ chế thứ hai là liên quan tới kênh kali. Còn nhớ gì không? Các hoạt động điện học của tế bào cơ tim không ngay các giai đoạn 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ở mỗi giai đoạn nào là kali vào, natri ra, rồi cái bơm natri kali, natria v.v. thì bây giờ nếu không nhớ thì về nhà coi lại. Nhưng mà quan trọng cho mình biết đi qua đi là ngoài tác dụng giống như nitrat nhỉ ta, thì nó còn một tác dụng thứ hai là mở các kênh kali. Mà mở kênh kali như vậy á thì nó không có nhiều cơ chế đó, thì em sẽ không nhớ hết nổi đâu. Bởi vì cái bụng nhớ thì em rồi cứ nhớ một cái cuối cùng là nó sẽ làm giãn vi mạch vành. Vi mạch vành tức là những cái tim cuối cùng ở trong á. Và một cái thứ hai là nó sẽ làm giãn các tiểu động mạch ngoại biên. Mà khi giãn động mạch ngoại biên thì nó sẽ làm sao cho huyết áp nó thấp. Do đó chấm chỉ định cho những bệnh nhân huyết áp thấp, và nó sẽ là chọn lựa tốt nếu bệnh nhân mình tăng huyết áp. Chấm chỉ định thứ hai là nếu có sốc, tại vì nó sẽ càng làm rất phòng sốc lên nửa huyết áp cùng trên nửa. Rồi bây giờ nếu mà dùng Nicoradin thì biết cái cơ chế là tăng tưới máu tới rồi giãn mấy cái vi mạch vành vân vân, nhưng mà ít nhất cũng phải có một cái nào đó để chứng tỏ là cái hiệu quả chăng. Thì đây giữa placebo và giữa Nicoradin thì đây đúng là nó có làm giảm đi cái tần suất của những cái cơn đau ngực phải nhập viện ít hơn. Cái nhóm thứ ba là Ivermectin. Bây giờ tụi em sẽ nghe nói rất là nhiều, và đây tức là qua nghiên cứu của qua 2 tuần điều trị á, thì người ta sẽ thấy giữa cái màu vàng tức là không dùng gì hết, còn 3 màu còn lại tức là thì cái hiệu quả nó sẽ càng làm tăng dần. Đó là Ivermectin nó sẽ là ức chế cardiac ở tại nút xoang mà thôi, do đó nó sẽ làm giảm tần suất tim. Mà nãy giờ nó ngoài mấy bệnh mạch vành nhịp tim càng chậm càng tốt, nó bớt cái bất xứng các cân cung cầu. Nhịp tim chậm không đòi hỏi năng lượng nhiều, mà nhịp tim chậm thời gian tâm trương càng kéo dài. Máu như mạch vành trong kỳ nào thì tâm trương, do đó giảm cung lỗi nó sẽ giảm cầu và tăng cung. Đó là cái cơ chế căn bản trong điều trị bệnh mạch vành, là sao áp tần suất tim xuống. Để xem thấy là cung là một nhảy còn 6-7-10 vậy nè, ca này mình cứ giữ nhịp theo 60-60 hoài, còn ca kia đó 7-80 vẫn cứ mệt được, chỉ cần em ghép xuống 60 thôi bệnh nhân hết mệt liền. Thì do đó bằng ức chế beta nãy nói, ức chế canxi nãy nói để giảm nhịp tim, thì còn thêm một cái là giảm tần suất tim này nữa, đó là Ivermectin. Thì nói lên cái hiệu quả là giảm tần suất tim, liều càng mạnh thì nó giảm càng nhiều. Đây là của cái Ivermectin hồi nãy đúng rồi. Sao nó trở lại nữa rồi? Một cái nhóm thuốc khác là Pimetazidin, thì đây nó liên quan tới chuyển hóa tế bào. Bởi vì chuyển hóa tế bào trong điều kiện yếm khí, trong điều kiện hiếu khí, khi chuyển hóa cơ tim rồi chuyển hóa không đủ oxy để chuyển hóa hiếu khí thì nó sẽ chuyển hóa theo con đường kỵ khí. Và như vậy thì nó sẽ tốn năng lượng lắm. Thì đây là một cái cách để tiết kiệm oxy, giảm chuyển hóa, thì người ta sẽ dùng cái Pimetazidin. Và nó có hai loại nha, cái loại mà hồi xưa là cái viên đỏ tròn quay mà xíu nó như hột tiêu mà nó đỏ tròn quay, bệnh nhân thích dùng lắm. Và họ cứ truyền tay nhau, không cần đi bác sĩ để có biểu hiện bệnh tim là giới thiệu nhau ra nhà thuốc tây nó cái viên đỏ tròn quay như hột tiêu, thì bệnh nhân uống vô tâm lý đến mức mà cứ cảm giác uống độc rẻ. Nhưng mà cái đó phải uống tới ngày 3 lần. Bây giờ cái dạng chế phẩm mới ngày 2 lần thôi, thì uống chỉ 2 lần nhưng mà cái hiệu quả để mà giảm cái cơ đau thắt ngực nó lại rõ hơn. Nhưng mà bệnh nhân lại chê tại cái viên này nó không có gì đặc trưng, cái viên hồng hồng là giống như bao nhiêu viên thuốc khác, bệnh nhân thường họ chê uống cái viên kia đó thì nó khỏe, uống sang viên này lẽ ra hiệu quả hơn, thì họ cũng thấy có một thứ cũng thấy mệt mỏi ngoài, để cho em quan tâm tới vấn đề tâm lý của bệnh nhân của mình. Một nhánh thuốc nữa đó là Ranolazin, cũng nằm trong cái nhóm là chuyển hóa tế bào. Cơ chế của nó bây giờ lại liên quan tới cái kinh natri. Thì cái Ranolazin ở đây có đưa lên cách uống hết, nó sẽ cơ chế như thế nào. Và nhớ, tôi chuyển hóa là gan qua cái này thì cái này có thể tương tác với nhiều thuốc khác lắm. Hai cái hệ gan này tương tác rất nhiều. Và hồi nãy có nói rồi, bắt buộc phải thuộc trong chỉ định. Một cái tiếp theo nữa đó là khi mà dùng Ranolazin vậy thì đây
kê cho thấy là cái suất của những cái cơn đau thắt ngực nó sẽ giảm xuống rõ là so với không được thì hết. Một cái qua trên phim ấy, cứ thấy là bệnh nhân mỗi lần mà bắt đầu xỉu xỉu xuống nghe một cái tin gì mà xúc động quá hay là gì quá bắt đầu xỉu xuống lần tầng không bớt lấy ra cái lại bỏ ngậm dưới lưỡi liền hay là xịt 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 vô trong miệng mình liền thì cái đó là liên hết tác dụng ngay. Và tụi em phải hiểu là khi nằm đi dùng chờ thế mà bị rồi dùng thì nó muộn, còn khi dùng ngay trước khi gắng sức, cứ biết là cứ hoạt động gắng sức là sẽ bị thì dùng ngay trước khi gắng sức và không dùng chung với rượu, tại vì tác dụng phụ còn nhiều nữa đó. Bản thân rượu nó làm giãn mạch rồi, cái này càng giãn mạch nữa cho nó càng nhức đầu, càng đỏ bừng mặt, càng ruột cái tắc thêm. Một cái lưu ý thứ ba đó là những cái tác dụng phụ tôi mới liệt kê. Và nếu mà bệnh nhân đau ngực cho ngậm rồi, bệnh nhân nó vẫn còn đau ngực thì sao? 5 phút sau ngậm nước thì biểu hai nữa mà vẫn còn bệnh đau ngực thì thôi đi cấp cứu đi, đừng quá. Và đây là cái câu rất quan trọng, lập liều lại sau bao lâu và lập được bao nhiêu lần thì phải đi nhập viện. Chứ ngồi nhà cứ ngậm hoài cái 5 phút ngậm từ đêm tới sáng luôn thì vô trễ rồi đó, nhồi máu cơ tim tan nát hết cái tim rồi. Do đó cứ hai lần thôi cách nhau 5 phút mà vẫn chưa cải thiện triệu chứng thì phải nhập viện. Bây giờ là sang cái nhóm thuốc phòng biến chứng nhồi máu. Như vậy nãy giờ còn nhớ nhóm thuốc nào ha? Đây, nó sẽ liệt kê ra kháng kết hợp tiểu cầu, đó là Colidurin và Aspirin. Rồi cái nhóm thứ ba là Statin và ức chế hen chuyển. Thì chúng ta sẽ lần lượt đi tới đó. Tại sao nó còn biến chứng? Trong cái tiến trình sơ vữa mạch, từ mạch vành bình thường, dần dần thấy cái mạng sơ vữa nó ngày càng to lên, rồi nó xuất huyết mạng sơ vữa ra. Do đó mà nó có đề cập rất nhiều tới những yếu tố nội môn. Đây là những yếu tố nội môn quan trọng. Thì cái ức chế hen chuyển là nó tác động lên cái yếu tố nội môn này, nó làm tăng với cái chất cần tăng, nó làm giảm hai cái chất cần giảm. Cơ chế của tế này chuyển vậy, do đó người ta nói là bảo vệ mạch máu là tại vì nó liên quan tới những yếu tố nằm ở trên nội môn của mạch máu. Cái thứ hai, statin, đây là tại vì nó ngăn hình thành mảng sơ vữa. Cái thứ ba, kháng kết hợp tiểu cầu để các tiểu cầu đừng có trôi lại dính lại gắn kết vào đây để tạo nên cái một cái khối. Đó là lý do vì sao mà ba nhóm thuốc đó nằm ở trong cái nhóm là ngăn ngừa tiến trình sơ vữa động mạch từ thiếu máu cơ tim đi tới nhồi máu cơ tim. Trong cái kháng kết hợp tiểu cầu thì dược lý học hết rồi, nhưng mà cái quan trọng ở đây tôi nhắc cho em cái liều, em thấy cái liều thấp á, 75, 325 rồi đúng không, thì bệnh nhân sẽ nói là ủa cái cho cái gói 100mg xong về bệnh nhân mở ra ủa cái này là thuốc của con nít mà bác sĩ lộn rồi. Thế là bệnh nhân mất tin tưởng với mình rồi đi sang người khác. Cho đến khi cho các bạn phải nói là cái này giảm đau dùng liều cao hơn, hạ sốt dùng liều cao hơn. Ở đây sẽ dùng liều thấp là chỉ chuyên trị cho cái tim, cho mảng sơ vữa, thành ra dùng liều thấp. Bệnh nhân bây giờ của mình giỏi lắm rồi, về mở tài liệu họ mở những cái tờ liếc liếc cho họ đọc hết trơn à. Mình không làm công tác tư tưởng trước, không giải thích cho họ trước thì họ sẽ nói cho mình sai, mình cho lộn liều. Và nhớ nè, bệnh nhân dạ dày tới đàn của nước mà bây giờ nhiều lắm á. Nói cho kêu em một cái sáng giờ kịp ăn điểm tâm chưa nữa, axit cái đang tiết này hết đó, mà cho cái aspirin này vô lại là axit nữa, thật ra là bị dạ dày nặng lắm. Một thời gian chưa bị tiền sử dạ dày sẽ bị, và đã bị rồi thì sẽ bị nặng hơn. Do đó phải lưu ý khi đặt thuốc xuống phía aspirin này phải lưu ý có bị thì căn dạ dày đó chẳng hay không. Clomidogram nó yếu hơn, do đó thường người ta dùng kem aspirin hoặc chỉ thay thế khi nào aspirin có tác dụng phụ hoặc là chấm chỉ định. Đặc biệt trên những bệnh nhân mà có đặt cái giá đỏ trong tim, tức là cái stent á, tại mặt vành nó hẹp, và bây giờ ta để vô cái khung giá đỏ về là cho nó lúc nào bung ra, thì lúc đó tôi phải dùng kẹp hai cái này với nhau, tại vì sợ mấy cái kết cục tập tiểu cầu ở trên mấy cái stent nó gây tái hẹp. Với cái nhóm statin hạ mỡ máu thì em sẽ thấy là họ liệt kê nhiều lắm, nhưng mà tại vì mình còn phải lưu ý nha, những cái loại nào tan trong mỡ hay tan trong nước, giống như là cái vụ mà trong cái thuốc ức chế beta hồi nãy thôi. Và cái thứ hai là cái thải trừ của nó, thời gian thải trừ bao lâu, và thường thấy ở đây cũng vậy, nhớ cái phần tương tác, nó tương tác qua những cái nhóm men nào thì tụi em không cần nhớ hết, hồi nãy giờ nói rồi chỉ cần thuộc thôi hai cái nhóm này thôi, để các thầy cô sẽ hỏi bây giờ gan thì dùng cái nào, thọ dư vị dùng cái nào, rồi tương tác với cái nào. Tại vì rosu nó tương tác với ship 29, còn cái atom tương tác ship 34. Hai cái men này là
rất là quan trọng về mặt triệu lý học khi mà sử dụng thuốc, để thấy là mình đang dùng một tới 5 thứ thuốc chuyên tương tác với 3-4. Như vậy thì thôi mình sẽ chọn đồ dùng để nó không có tương tác thuốc với nhau. Nói cái gì nữa? Tác dụng phụ của thuốc á. Tại vì sao? Trong cái nhóm statin này nè, tụi em nhìn hết đi một cái bảng về tác dụng phụ từ đầu cho tới chân, kể như cơ quan nào cũng có tác dụng phụ của cái nhóm thuốc hạ mỡ máu. Đây là tất cả các nhóm thuốc hạ mỡ máu thì gây ra, thì thấy statin nè, kể như là nó dính hết tất cả. Do đó mình sẽ không thể hỏi hết bệnh nhân, mà bây giờ cứ hỏi bệnh nhân lắng nghe cơ thể, thấy có gì bất thường thì kể ra. Chứ mình không thể hỏi lên này có rũ tóc, cái này mắc mờ, cái này biến ăn, suốt này đau bụng chưa giải, hỏi từ đầu chân thì nhiều quá. Do đó bệnh nhân cứ lắng nghe cơ thể, thấy có gì lạ hay ra. Tuy nhiên những cái tác dụng phụ nổi bật thì bắt buộc em phải thuộc. Những cái mà hàng đầu phổ biến hay gặp nhất phải thuộc của nhóm statin là cái gì thì về xem. Nó liệt kê dư ở đấy nó khác nhau thì hiệu quả cũng khác nhau, và trên cái vi lăng lipid kết hợp được MDN khác MDN nó sẽ thay đổi khác nhau như thế nào. Thì tùy, thí dụ như là tụi em sẽ thấy là với cái nhóm gì đây, Ruzu, thì nó giảm cái nào mạnh nhất? Giảm chủ yếu MDN. Giảm MDN mạnh nhất thì nằm trong cái nhóm rosuvastatin. Như vậy nếu bệnh nhân nào MDN cao quá thì ưu tiên sẽ chọn cái rosuvastatin. Còn bây giờ giả sử bệnh nhân của mình là HDL thấp quá thì nguyên trong mấy cái nhóm thuốc này nè, cái nào mà tăng HDL nhiều nhất thì đây lại là cái nhóm này. Rồi hoặc là cái nhóm triglycerides nữa thì các em sẽ thấy cái thuốc nào trong này là giảm triglycerides mạnh nhất thì là đây. Đó là để nói lên lý do cá thể hóa tại sao mình chọn cái này. Tại vì bệnh nhân này HDL quá thấp hay bệnh nhân này triglycerides quá cao thì mình sẽ chọn. Tại vì cùng là statin nhưng mà cái hiệu quả của nó sẽ khác nhau trong cải thiện bilirubin, mỗi thuốc một mức độ khác nhau. Dĩ nhiên ở đây cũng nêu là một lần nữa ha, cùng trong cái nhóm thuốc nhưng mà cái liều càng cao thì hiệu quả càng mạnh, thuốc nào cũng vậy. Với cái cơ chế men chuyển nãy nói á, nhiều cơ chế để đảm bảo về mạch vành. Tại vì đây là câu hỏi phổ biến các thầy cô sẽ nói bệnh nhân nó có cao huyết áp, nếu có cao huyết áp dùng cái men chuyển thì không mạch vành. Còn bây giờ không thể cao ghét thì bệnh nhân dùng cứ cái bệnh viện để làm gì? Mục đích đơn giản sơ bữa rồi mà phải để làm hết tất cả những cái cơ chế này. Đặc biệt là nó trên những cái yếu tố nội môn mà mình đã kể đó. Do đó nó mới giảm sơ bữa các mặt. Phải lưu ý cái chỉ định và chấm chỉ định tác dụng phụ hàng đầu. Cái câu này thì nào cũng hỏi bạn không trả lời được. Bệnh nhân ho rất là nhiều, đây là rất là phổ biến. Và xong rồi đó thì sẽ lặng lẽ đi qua bác sĩ tai mũi họng hoặc là qua bác sĩ về hô hấp. Tại vì cứ ho mà đâu phải là gì khác đâu, thành ra tìm gì chứ quan quan và để đủ thứ hết, cho kháng viêm kháng sinh gì tất cả bệnh nhân của từ chuyên đau bao tử thành đau bao tử luôn. Do đó với những cái bệnh nhân này cứ mỗi lần gặp mặt thấy mà mở ra mà họ ăn ho ho có là chuyện thôi, có dụng chế men chuyển không, còn thấy đây dụng chế men chuyển là phải hỏi liền ở đây có bị ho hay không. Tại vì đây là tác dụng phụ vô cùng phổ biến, thì đây là tác liệt kê theo thứ tự từ thường gặp cho tới hiếm gặp. Thay đổi lối sống, đó là không dùng thuốc rồi. Cái thứ hai là dùng thuốc rồi với hai cái nhóm. Bây giờ cái thứ ba là cái tái thông mạch vành. Trong cái tái thông mạch vành thì bây giờ vẫn chưa có cái gia lai mới hơn, mà ta sẽ thấy dựa theo cái này. Thì sẽ thấy họ sẽ dựa vô nhiều tố để quyết định là tái thông mạch vành hay không. Tức là nó đang hẹp, bây giờ làm sao cho nó thông lại. Một, dựa vô lâm sàng. Rồi hai là dựa vô điều trị. Ba là dựa vô tổn thương giải phẫu. Tức là phải kết hợp nhiều tố để quyết định dùng thuốc thôi, hay là ca này phải đặt cái giá đỏ sen, hay là ca này phải mổ bắt cầu. Bây giờ em đi ngoài đường em thấy kẹt xe hoài á. Kẹt xe cũng là cái kẹt của mạch vành này đó, cũng là cho xưa bữa mạch vành cái tắc hẹp cái thiếu máu cơ tim á. Thì hoặc dùng thuốc tức là thôi cứ chờ đi từ ra, công an cảnh sát giao thông đứng ra giải tỏa. Hoặc cái thứ hai là làm cái giá đỡ. Rồi cái thứ ba bắt cầu tức là làm mấy cái cầu vượt bây giờ ấy, cầu vượt hoặc là gì đó ấy, thì thực tế nó cũng giống như vậy. Nhưng mà các em sẽ thấy là tùy vô những cái chi tiết trên này mà người ta sẽ chọn các biện pháp này. Câu hỏi là những biện pháp tái thông mạch vành là gì? Đây, phải liệt kê cái hàng màu xanh dưới. Và dựa vô chi tiết gì để chọn lựa là dựa vô những cái màu đỏ ở trên. Dĩ nhiên thì em sẽ thấy là có một cái ban để hội chẩn với nhau để mà quyết định.
Rồi, đây lại nói lên cái guideline trong cái điều trị bệnh mạch vành ổn định, tức là sẽ dựa vô những yếu tố gì để đưa tới chậm mạch vành. Rồi, cái này cũng vậy, tức là để cho em thấy là luôn luôn người ta sẽ chọn các biện pháp nhẹ trước, ít đụng chạm vô bệnh nhân trước, ráng dùng thuốc trước, thuốc không được thì dùng cái thủ thuật là đặt cái stent, rồi thuốc không được thì cái cuối cùng mới là CVG, tức là mới là phẫu bắt cầu. Đó là đây lý do đây. Trong những cái tình huống nào người ta chỉ đặt giá đỡ, tình huống nào là mới phải mổ bắt cầu, còn có những tình huống có thể chọn được một trong hai đều được hết. Và những cái chi tiết này yêu cầu phải thuộc. Mai mốt là một ca bệnh án với những cái tình huống vậy, xong thầy sẽ hỏi em sẽ chọn đặt stent hay là em sẽ chọn mổ bắt cầu hay là phân vân giữa hai cái đó, thì những cái chi tiết này yêu cầu phải thuộc. Ở đây lên để em tham khảo thôi. Tức là khi nào cần tái thông mạch vành, những cái này thì đặc biệt là trên người đái tháo đường. Trên người đái tháo đường thường là nó sang xương nó khó bị nhiều nhánh, và mỗi nhánh bị nhiều chỗ, và thường như vậy thì không thấy em đặt nhiều cái stent, ở nhiều stent hết không còn chỗ luôn, thì người đái tháo đường mà sẽ hay chọn là tấm cầu mạch vành. Cho nên khi mà hỏi đặt trên sang xương mạch vành ở người đái tháo đường là gì, nhiều nhánh nhiều chỗ, và cái đó thường là đặt nhiều stent không được đâu, mà sẽ mổ bắt cầu hiệu quả hơn. Ở đây cũng chỉ là những cái slide này để lên tham khảo. Thì em sẽ thấy nè, nếu mà không tổn thương thân động mạch vành trái, điều đó nói lên cái gì? Khi chụp mạch vành, cái người ta còn biết là sang xương nó nằm chỗ nào. Cái mà thân động mạch vành trái là những cái góc, từ đó ta chia ra nhánh mũ và nhánh xuống trước trái, thành ra chỗ đó là nặng nhất. Do đó cái biện pháp xử trí nó sẽ khác. Còn bây giờ nói lên mà không tổn thương động mạch vành trái thì nó nhẹ rồi đó, có những cái tình huống xử trí khác. Do đó mục đích ở đây đưa ra để không phải là bắt em học những cái bộ slide này, mà chỉ để biết lên là tùy theo có hay là không tổn thương động mạch vành trái mà hướng xử trí sẽ khác nhau. Tức kết lại, khi nào mình sẽ chọn có cái ưu thế vừa điều chỉnh gì không giữa cái mổ bắt cầu với lại là cái giá đỡ, thì đây là những cái ưu của nó. Còn bây giờ nếu mà là cái stent thì sẽ tốt hơn ở những chỗ nào, thì tất cả cái này để thêm ra để người ta sẽ, tại vì khi tư vấn cho bệnh nhân thêm nói cùng cái trường hợp này của bà thì chỉ cần đặt stent thôi là giá đỡ thôi, thì họ sẽ nói là nó có lợi gì hơn hay là nó có hạn chế gì hơn, thì những cái đó thì phải biết. Ở đây có đưa lên một cái vấn đề nữa là dùng kháng với tập tiểu cầu kép trên những cái bệnh nhân mạch vành thì cũng chỉ để tham khảo. Tại vì chừng nào như sơ bộ như khoa tim mạch thì mới cần thủ thôi. Còn bây giờ để mà khi thầy cô hỏi mình biết liền là tại sao ca này người ta dùng kháng cái tập tiểu cầu kép, tại vì có đặt stent, stent hủ thuốc, stent không hủ thuốc, hay là tại vì ca này mà bị mấy nhánh nhánh vân vân, tức là để hiểu chứ không cần phải thuộc, để hiểu là khi nào mới cần kháng cái tập tiểu cầu kép. Bởi vì mình chủ trương mình là hạn chế đưa thuốc vào cho người bệnh nhân, mà kép tức là phải hai thứ, thì người ta sẽ thắc mắc tại sao không dùng một thứ, cho nên phải hiểu là khi nào mới dùng và dùng tới bao lâu. Thế là trả lời cho mấy câu mà quen quá quay mu rồi đó, mấy cái chữ vật kép. Như vậy lúc kết lại trong điều trị bệnh mạch vành thì một là phải thay đổi lối sống, rồi dùng thuốc và những cái biện pháp thủ thuật phẫu thuật. Thì trong cái thay đổi lối sống này á, nhớ hướng dẫn kỹ cho bệnh nhân về chế độ ăn, và tại sao tôi đưa cái hộp chocola lên ha. Tuổi trẻ em đó thì thích ăn chocola, tặng quà nhau 8 tháng 3 hay ngày gì đó cũng tặng, ngày 14 tháng 2 không? Thì tình yêu của ngày gì quên là 14 tháng 2. Thì cũng tặng là tặng chocola thôi mà. Bây giờ chế biến đủ kiểu đủ màu đẹp lắm. Nhưng mà nhớ là chocola nó chỉ có tác dụng tốt cho tim mạch là chocola đen, mà nó không có ngon. Chocola đen nó vừa cứng vừa đắng nữa, không có ngon gì hết mà vừa mặn nữa. Nhưng mà đem tặng chocola trắng hay chocola nâu á thì không tác dụng bảo vệ tim mạch nữa nha. Rồi, cái vấn đề thứ hai là thuốc thì phải yêu cầu nhớ chống chỉ định và tác dụng phụ. Rồi cái thứ ba là khi chọn lựa giữa thủ thuật, tức là đặt cái stent nè, ta đưa ống vô bơm nó phồng lên xong rồi rút cái lòng ra để cái khung giá đỡ lại, tức là tùy chọn thủ thuật hay phẫu thuật là trong những tình huống nào yêu cầu phải biết. Đây mổ bắt cầu. Rồi bài mình hết ở đây, nó rất là thích thôi.